Trần Thị Dung đẩy con gái vào bể khổ vì lợi ích gia tộc. Sử gia Ngô Sĩ Liên từng viết: trời sinh ra linh tử tức Trần Thị Dung, cốt là để mở nghiệp nhà Trần. Chỉ lời nhận xét ngắn thế thôi cũng đủ hiểu tầm quan trọng của bà hoàng này với việc khởi dựng nhà Trần trăm năm thịnh thế sau này. Vì đâu mà cả Giang Sơn lại thay đổi bởi một người phụ nữ? Có những kế sách, âm mưu gì đằng sau? Liệu những điều mà bà Trần Thị Dung làm có xứng đáng với tình yêu và sự bao dung của Lý Huệ Tông dành cho? Hãy cùng BK Sử tìm hiểu trong video lần này nhé! Hoàn cảnh Lý Huệ Tông gặp gỡ và đem lòng yêu mến Trần Thị Dung. Trần Thị Dung là vợ của Lý Huệ Tông, hay còn gọi là Lý Sảm, con của vua Lý Cao Tông và hoàng hậu họ Đàm. Năm 1208, Lý Sảm được vua cha lập làm thái tử, lúc đó Lý Sảm mới 15 tuổi. Tuy nhiên, chỉ một năm sau đó, tức vào năm 1209, vua Lý Cao Tông nghe lời gian thần Phạm Du giết trung thần Phạm Bỉnh Di. Trong thời cục loạn lạc không chống đỡ được, vua Lý Cao Tông phải chạy lên vùng Quy Hóa. Trong khi đó, thái tử Sảm cùng mẹ và hai em gái chạy vào vùng Hải Ấp, nơi Trần Lý cai quản. Trần Lý và Tôn Trung Tử bèn đón Vương Tử Sảm làm vua, tôn xưng là Thắng Vương. Cũng chính tại đây, thái tử Sảm đã có cuộc gặp gỡ và nên duyên với Trần Thị Dung. Trần Thị Dung trước khi trở thành hoàng hậu, bà là con gái của Trần Lý, mẹ là Tô Thị. Gia tộc của bà gắn liền với nghề trải lưới. Tương truyền, tên tục của bà là Ngừ, cũng như các cái tên tục chép, ngạnh, dưa của Trần Lý và các con trai được đặt theo tên gọi của các loài cá. Bà Trần Thị Ngừ sinh tại quê Gia Lưu, Hải Ấp, nay chính là làng Lưu Xá, xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Bà là em gái kế của Trần Thừa và Trần Tự Khánh, tức là cô ruột của Trần Thái Tông. Hy sinh mối tình đầu để nhập cung. Trần tộc giàu có, Trần Lý là hào trưởng một phương, còn Trần Thị Dung là người con gái đẹp nên sớm được nhiều chàng trai mến mộ. Huyền thuyết dân gian kể, từ nhỏ, Trần Thị Dung và người em họ là Trần Thủ Độ đã sớm thầm yêu trộm nhớ nhau. Vương triều Trần sau này cũng luôn khuyến khích hôn nhân nội tộc. Tuy nhiên, hai người có duyên nhưng không có phận. Năm 1209, Thái tử Sảm nhà Lý là vua Lý Huệ Tông sau này chạy loạn về Hải Ấp nương nhờ họ Trần. Thái tử Sảm thấy Trần Thị Dung là cô gái xinh đẹp, lại thông minh nhanh nhẹn nên đem lòng yêu mến, hỏi cưới làm vợ. Trần Lý cũng muốn nhân cơ hội này giúp nhà Lý phát triển thế lực nên đã gả Trần Thị Dung cho Thái tử Sảm, tập hợp lực lượng dẹp giặc, đưa Sảm trở lại kinh đô. Vua Lý Cao Tông biết tin Thái tử Sảm lập triều đình riêng và tự ý phong tước cho Trần Lý, Tô Trung Tử nên muốn đánh dẹp. Vua Lý Cao Tông sai Phạm Du liên lạc với họ Đoàn ở vùng Hồng nhằm tổ chức lực lượng đánh Lý Sảm. Tuy nhiên, do Du trễ nại công việc nên bị quân của hào trưởng Bắc Giang là Nguyễn Nậu và Nguyễn Nại giết chết. Cùng lúc này, Trần Lý và Tô Trung Từ đem quân về kinh thành dẹp Quách Bốc để lập công với nhà Lý. Lý Sảm và Trần Thị Dung vẫn sống ở quê nhà của Trần Thị Dung. Cho đến tháng 10 năm 1210, vua Lý Cao Tông bằng hà, Hoàng tử Sảm trở về Hoàng cung, lên ngôi lấy hiệu là vua Lý Cao Tông. Bấy giờ mới 16 tuổi, vua lập tức sai quân đi đón bà Trần Thị Dung về triều, phong bà làm Nguyên Phi. Như thế, Trần Thị Dung phải chia tay mối tình thanh mai trúc mã là Trần Thủ Độ để nhập cung. Sách sử viết, từ ngày vào cung, cuộc đời bà Trần Thị Dung trải qua không ít phen ba chìm bảy nổi. Ban đầu, bà được phong làm Nguyên Phi, bậc cao nhất trong hàng thứ hai của vợ vua, đứng sau Hoàng hậu. Sau đó, vua có chút nghi ngờ với anh trưởng của bà nên đã giáng xuống hàng ngự nữ, bậc thấp nhất trong các hàng thứ bậc của vợ vua. Thái hậu Đàm Thị, mẹ chồng bà, sớm đoán được họ Trần sẽ dựa vào Trần Thị Dung để làm chuyện phản nghịch nên vô cùng căm ghét Trần Thị Dung. Thái hậu thường chỉ thẳng mặt, mắng bà là tay trong của ngoại thích. Thái hậu thường xuyên sai người hạ độc vào đồ ăn thức uống của Trần Thị. May mắn, Lý Huệ Tông yêu thương bà hết mực nên thường âm thầm ngăn chặn hành động này. Thậm chí, mỗi bữa đều chia đôi phần ăn của mình với bà. Khi thấy Trần Thị Dung đau đớn, mệt mỏi lại luôn bị Thái hậu giày vò, vua Lý Huệ Tông cảm thấy xót xa. Do vẫn rất yêu nên bất chấp mọi thị phi, vào năm 1216, ông lại sắc phong bà làm Thuận Trinh phu nhân. Đến cuối năm, bà được phong làm hoàng hậu. Hạ độc không được, Đàm Thái hậu một lần sai đem chén thuốc độc vào hậu cung bắt Trần Thị Dung phải uống. Vua biết chuyện, đích thân tới ngăn lại rồi cùng bà đang đêm trốn đi, tới nương nhờ thế lực của Trần Tự Khánh, anh bà. Từ đấy, ngôi vị Trần Thị Dung mới tạm thời yên ổn.
biến con gái thành quân bài chính trị, cùng em họ đồng mưu trong việc xoán ngôi nhà Lý. Từ một cô gái thôn quê mộc mạc trở thành vợ vua, vượt qua bao khó khăn, căm ghét và những lần bị hãm hại, năm 1216, Trần Thị Dung chính thức được tấn phong làm hoàng hậu. Bà sinh được hai cô con gái là công chúa Thuận Thiên và Chiêu Thánh. Dần dần, quyền lực triều chính rơi vào tay họ ngoại là nhà Trần. Đến tháng 10, Chiêu Thánh công chúa được lập làm hoàng thái nữ rồi lên kế vị, sự gọi là Chiêu Hoàng. Huệ Tông truyền ngôi trở thành Thái Thượng Hoàng rồi xuất gia ở chùa Chân Giáo trong đại nội Hoàng Cung. Khi Chiêu Hoàng lên ngôi hoàng đế, Trần Cảnh, con trai thứ của Thái úy Trần Thừa, tức là cháu ruột của Trần Thị Dung được sắp xếp đưa vào hầu hạ Chiêu Hoàng. Vào lúc ấy, Chiêu Hoàng tỏ ra yêu mến Trần Cảnh khiến Thu Độ và Trần Thị Dung nảy ra ý định đưa hoàng vị họ Lý về cho họ nhà Trần. Hoàng hậu Trần Thị Dung đã đợi đến khi hai công chúa của mình lên 8, lên 9 tuổi, gả họ cho những người cháu của mình. Trần Liễu và Trần Cảnh đều là con của anh trai Trần Thừa. Hai cuộc hôn nhân ấy đều khiến họ Trần có thêm những giường muối ngày càng bền chặt, ăn sâu bám rễ trong vương triều họ Lý. Giang Sơn đổi chủ. Tháng 3 năm 1217, vua Lý Huệ Tông bệnh đến phát điên, nhiều lúc tự xưng là thiên tướng giáng trần, tay cầm giáo và mọc, cắm cờ nhỏ vào búi tóc múa hát từ sớm đến chiều không ngủ. Khi múa hát xong thì đổ mồ hôi, nóng bức, khát nước uống rượu rồi ngủ li bì đến sáng hôm sau mới tỉnh. Hoàn toàn không quản được chính sự nên giao cho Trần Tự Khánh. Tự Khánh ra tay đánh dẹp lực lượng cát cứ của Đỗ Bị, Lý Bát, Hạ Cao. Đến năm 1223, Trần Tự Khánh chết, quyền lực lại rơi vào tay anh em họ là Trần Thừa, Trần Thủ Độ. Bấy giờ một mình chỉ huy sứ Trần Thủ Độ quản lĩnh các quân điện tiền hộ vệ cấm đình. Năm 1224, bệnh vua càng nặng hơn, vua đem cả nước chia làm 24 lộ, chia cho các công chúa. Tháng 10 cùng năm, dưới sức ép của Trần Thủ Độ, vua Lý Huệ Tông chính thức nhường ngôi cho con gái là công chúa Chiêu Thánh mới lên 8 tuổi, tức là Lý Chiêu Hoàng. Lý Huệ Tông lên làm Thái Thượng Hoàng và đi tu ở chùa Bút Tháp, lấy danh hiệu là Huệ Quang Đại Sư. Năm 1225, chỉ huy sứ Trần Thủ Độ sắp đặt để Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh, tức vua Trần Thái Tông. Lý Chiêu Hoàng lại được phong thành hoàng hậu. Lúc này bà Trần Thị Dung bị giáng thành thiên cực công chúa, vậy là Giang Sơn đổi chủ. Bội bạc hủy diệt triều Lý. Không thể phủ nhận, nhìn ở góc độ quyền lợi của dòng họ Lý, những âm mưu mà sắp đặt từ phía nàng dâu Trần Thị Dung đã hủy hoại cơ đồ hơn 200 năm tồn tại của vương triều này. Thậm chí, ở góc độ đạo lý cũng khó có thể tránh khỏi hai từ bội bạc khi so sánh sự đáp trả của Trần Thị Dung với những tình cảm che chở mà Lý Huệ Tông dành cho bà khi trẻ. Thậm chí, cái kết dành cho vua Lý Huệ Tông và tông thất nhà Lý sau cuộc hôn nhân ấy cũng rất bi thảm. Sự cũ chép sau khi Trần Cảnh lên ngôi, Lý Huệ Tông dù đã đi tu nhưng vẫn có lần ra chợ chơi. Dân chúng tranh nhau ra xem, có người còn thương khóc. Trần Thủ Độ sợ dân thương nhớ vua cũ nên tìm đến chùa. Thấy Huệ Tông đang ngồi nhổ cỏ thì bảo rằng, nhổ cỏ thì phải nhổ cả rễ sâu. Huệ Tông đứng dậy, phủi tay nói, điều ngươi nói ta hiểu rồi. Rồi một thời gian sau đó thì từ từ. Và như để thêm phần chua chát cho nhà Lý, chưa đầy một năm sau khi vua Huệ Tông mất, Trần Thị Dung nhanh chóng tái giá với Trần Thủ Độ, mối tình xưa và cũng là người bức hại chồng mình. Thậm chí, nhiều sử gia đời sau còn đặt ra giả thiết rằng, ngay từ khi vua Lý Huệ Tông đang còn cạnh điên loạn, hững hờ chuyện phòng the, bà đã tư thông cùng Trần Thủ Độ và tham gia tích cực vào những âm mưu đó. Sắp đặt hôn nhân, bắt hai con gái phải đổi chồng. Không chỉ xếp đặt cuộc hôn nhân chính trị cho Lý Chiêu Hoàng, bà còn một quyết định khác cũng có ảnh hưởng vô cùng khắc nghiệt đến cuộc đời hai người con gái của mình. Chung tay với chồng ép con rể út là Trần Cảnh bỏ con gái út là Lý Chiêu Hoàng để lấy con gái cả Thuận Thiên, khi ấy đang có thai với con rể cả là Trần Liễu. Năm 1237, Lý Chiêu Hoàng và Trần Thái Tông đã lấy nhau được 12 năm mà vẫn chưa có con. Lo lắng nhà Trần tuyệt tự, Trần Thị Dung cùng chồng bà là Trần Thủ Độ đã ép vua Trần Thái Tông phế Chiêu Hoàng. Thay vào đó, lập Thuận Thiên là chị dâu của Thái Tông, chị ruột của Chiêu Hoàng và cũng là con gái đầu của Trần Thị Dung làm hoàng hậu. Điều này đến từ việc Thuận Thiên khi đó đã có thai 3 tháng với chồng là Trần Liễu. Thái Tông cưới Thuận Thiên và nhận đứa bé sinh ra sẽ là con lọt sàng xuống nia, ngôi thiên tử vẫn thuộc về nhà Trần. Mục đích là để bảo vệ dòng tộc, song kế hoạch sắt đá ấy vẫn khiến nhiều người đời sau kinh sợ khi Trần Thị Dung tước đoạt cả hạnh phúc của cả hai con gái của mình.
ép một người phải bỏ chồng để sống đời ghẻ lạnh trong 20 năm dòng tiếp theo là chiêu hoàng công chúa. Một người phải bỏ chồng để thế chỗ em gái mà cưới em rể, sau đó thì mất sớm là thuận thiên công chúa. Chính sự kiện này đã khiến Trần Liễu phẫn nộ nổi loạn nhưng bị dẹp tan, và mâu thuẫn ấy vẫn còn mãi trong hai nhánh trưởng thứ của nhà Trần trong nhiều năm sau. Dù vậy, cũng không thể bỏ qua một thực tế, Trần Thị Dung sau này đã góp công lớn trong vai trò nội trị ở cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ lần thứ nhất. Chủ đề về Hoàng Thái Hậu Trần Thị Dung đẩy con gái vào bể khổ vì lợi ích gia tộc đến đây là kết thúc rồi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để kịp thời đón nhận những video hay nhất về lịch sử Việt Nam nhé. Hãy like và share nếu bạn cảm thấy video này bổ ích. Rất mong nhận được những chia sẻ, đóng góp ý kiến của các bạn để kênh BK Sử ngày càng hoàn thiện và đem tới khán giả những video bổ ích nhất.